Chị thấy cái màu đen đen ở trong cùng cái màu trắng ngoài cứ lấy. Chị lấy gì kỳ em ơi. Chị lấy em luôn không? Chị lấy em luôn không? Có bằng chứng hết rồi mọi người thấy chưa? Thả thính trong một cái đồ. Cho sự mình thua thời mình không tới thì mình thua cho anh cũng vậy thôi, bốc đại ba cục anh cũng nhiều ký hơn em, đang muốn gì nữa thời mình chưa tới, thời hai đứa mình chưa không tới đâu, đúng là mình vô lại nhiều khi mình nhận quà mà cái người thắng lại không thắng được đó, quan trọng là khúc cuối em ơi, thì đâu cứ đi đường dài mới biết ngựa hay em mà. Hồi nãy ai là người nhận ra cái từ sai sót trong cái kết quả này, chị Buka, chị Buka bình tĩnh lên, tỉnh táo. Nên anh nghe xong cái anh bảo là ủa cái twin rồi xong thấy bé oh yeah em cũng vậy. Bên chương trình ở dưới là bảo Ly thắng. Lúc đầu em tưởng là cầm cục vàng lên cái mình đứng là mình cân luôn. Thì cái cân ở dưới chênh quá bởi vì là toàn người đứng ở sao mà cân em đâu có biết được. Không phải ban đầu là như vậy. Nếu là ba nam á, ba nam hoặc là thế nào nữa. Mọi người nói là có mình, có một mình chị nhận ra cái sự sai sót trong kết quả này. Đúng rồi, có một anh chị là tỉnh táo nhất trên sân khấu này thôi. Đây chị là gì? Gọi là chị là thần số học. Chị là thần số học. Gì vậy? À, thần đồng toán học. Thần số 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 học. Em chỉ muốn thử cảm giác chiến thắng thôi. Xong rồi. Phải không? Là cũng được, cũng được. Đang quan hùng, đang quan hùng mà chạy từ ở trên đó mà chạy xuống dưới cái đây ăn mừng luôn á. Không phải đâu, Bu tỉnh táo chứ người Bu cần tỉnh táo thôi. Lúc tỉnh táo. Đúng. Tại vì chị nói chị giỏi toán mà sao vậy? Chị thấy 15 với 20 nó cực kỳ. Đúng rồi, hai cái số chị cứ tại vì 17 kg là nó bằng nhau rồi, chỉ có hai số cuối thôi. Tại em nghe ai á? Ai nói giọng Tú á. Giọng Tú rất to. Em bảo là Tú là Lily thắng. Bé ơi em thắng rồi bé ơi. Bé ơi em thắng rồi bé ơi. Ôm gia đình dưới này. Lily thắng hả? Ủa mà mình đang vô vòng trong xem vui quá vậy. Em nói vui rồi em đang kể chuyện buồn. Ừ ha. Hơi vui quá. Em đâu có vô đâu xem vui vậy ha. Giờ chị cũng can có thể vô thôi. Em rất sớm mà xem vui vậy. Có thể em vô. Em vui luôn á, chương trình em rất cọc luôn nãy giờ. Thời chú kiệt. Ờ, ta làm cái này mình biết. Còn cái này là cho người ta làm cái này.
luôn á. Phản liền á. Phản liền với lái à? Cái bạn kêu là chuyện phản liền với được lái à? Để em vô em báo sếp ạ. Phản liền với lái nha. Dạ. Ủa là vô làm xuống cái iPhone mà trải nguyên chương trình ăn luôn rồi anh. Vậy hả? Trời, chuyện nhỏ. Mọi người muốn ăn gì? Thiệt giờ mọi người muốn ăn gì? Dạ, mọi người muốn ăn gì? Ok. Mà ta đã ai chỉ anh chọn một. Anh Huy Khánh. Với chị Buka hai người. Là anh kêu là anh kêu là anh Khánh anh kêu là chị Buka. Thì hai người nói mình nghe thôi. À, bạn cả thế giới, bạn chứa cả thế giới. Ờ, rất là may mắn. Yeah, yeah. Bao nhiêu? Chính là Cái gì? Anh là ai?